Với nhịp sống bộn bề lo toan của hôm nay, càng ngày chúng ta càng dễ lãng quên đi những công lao to lớn của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Chính vì thế mà hôm nay chi đoàn 11B7 xin được gửi đến tiết mục kịch hát với tựa đề Cách mạng huyền thoại mẹ, để một lần nữa nhắc lại công ơn của người lính, người mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là đạo lý nhân văn uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Nhạc kịch Huyền thoại mẹ, chi đoàn 11B7 xin phép được bắt đầu. Thank you.
đến trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, cánh từng bước chân thù. Mẹ ngồi dưới cơn mưa, mẹ lội qua con suối, dưới mưa bom không ngại. Mẹ nhẹ nhàng trong đêm tối, gió mưa tóc che lối con đi, đến trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày. chi đoàn 11B7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.